Hello, Hoàng xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại giờ mình đang di chuyển đến chùa Ma Ha Túp cô chú anh chị. Cả đoàn mình sẽ đi di chuyển qua bên đây. Điểm này nữa là điểm cuối cùng rồi sẽ về nha cô chú anh chị. Mình sẽ ghi lại khoảnh khắc ở đây cho cô chú anh chị các bạn xem nha. Đây. Hướng cửa chùa là bên đây. Ở đây cây cổ thụ không mà cô chú anh chị. Còn một xe 30 chỗ nữa chưa đến. Mua gì nữa chị? Người phụ em. Có thuê người giữ ghế kìa. Tới luôn. Chùa Ma Ha Túp là ở Sóc Trăng nha cô chú anh chị các bạn. Đi qua coi lựa đi chứ. Đây là ngay cổng. Ở đây cây cổ thụ không mát mát các bạn ơi, rất mát. Bên bán đồ đủ thứ hết các bạn. Ồ, trong đây cây to to các bạn ơi. Giờ mới đến có 2 xe 7 chỗ hả các bạn. Bây giờ phải chờ xe 30 chỗ đến nữa. Bây giờ mình sẽ đi lần lần vô ngồi trước. Trong này trước. Cảnh ở đây cây cổ thụ mát ghê luôn. Mình cũng mới đến đây lần đầu tiên. Đi trước đi. Ừ. Bây giờ cả đoàn của mình đến đủ rồi các bạn. Bây giờ chuẩn bị vô để cúng. Ở đây người ta đang đờn nhạc lễ của chú anh chị các bạn. Thank you.
hương cho chỗ miếu bà. Thôi mình sẽ vô trong để ghi hình. Dâng hương hành lễ. Xong giờ mình sẽ di chuyển qua chỗ khác, mình chưa biết, chờ tư dẫn đi chú anh chị.